Thích gì ở người bạn gái? Hay vô tâm, nói chuyện vô duyên. Vô tâm mà vô duyên nó mệt lắm à. Em tên Nguyễn Trung Hiếu, năm nay em 18 tuổi. Lần thứ 15. 18 tuổi lần thứ 15. Mấy tuổi Trung Hiếu? Dạ 32 chị ạ. Hết hồn nữa, 18 tuổi mẹ. Em cũng hết hồn. Em đang làm ở nhân viên cung ứng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bạn nữ giới thiệu đi bạn. Em tên là Đoàn Thị Mỹ Duyên, năm nay 26 tuổi. Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra lớn lên đây luôn. Em là nhân viên tính giá thành sản phẩm đó chị. À dạ. Mình nói cụ thể về công việc của mình đi bạn. Dạ, tính giá thành của giày Adidas ha. Bạn có thể nói cụ thể cái việc mình cho bạn nữ bên kia biết luôn. Nếu mà ai đã có đi máy bay rồi thấy tiếp viên hay đẩy với xe xuất ăn để phục vụ á, thì khi mà máy bay đáp á là vệ sinh xong thì tụi em load những cái xe cũ xuống, là tụi em upload những cái xe mới lên. Thì trong đó có suất ăn, bia, rượu rồi đó, để cho tiếp viên khi mà bay trên trời thì phục vụ cho hành khách. À, công việc tới suốt ngày sân bay đúng không? Bạn quê ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi bạn? Chắc cũng khoảng 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Chia tay 4 năm rồi. Ở sân bay thì thật sự là rất nhiều người đẹp. Dạ đúng, ai cũng nói vậy. Không, lên xuống rồi ở nước ngoài có, Việt Nam có, rồi hành khách ra mà rất nhiều đẹp. Sao mình không tìm được một cái người nào đó? 4 năm rồi, trái tim nó cũng một phần nó nguội lạnh. Bây giờ thấy không nóng lại hả? Cảm thấy nó đơn độc lắm rồi. Nó đơn độc lắm, buồn lắm. Bắt đầu hả? Bây giờ bạn đã muốn kết hôn chưa bạn? Dạ rồi chị, em muốn rồi. Mình muốn tìm một bạn gái của mình như thế nào? Cao khoảng 1m6 trở lên, dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, biết chia sẻ, chững chạc là được. Không thích gì ở người bạn gái? Hay vô tâm, nói chuyện vô duyên. Vô tâm mà vô duyên nó mệt lắm à. Rồi còn bạn gái, tiêu chuẩn của mình thế nào? Muốn bạn nam của em cao khoảng 1m7, chị Toan hơi cao đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m65. Dữ vậy hả? Wow. Bạn trai đó hiền lành, tốt bụng, giúp đỡ người khác, biết chia sẻ với em, cũng thích đi du lịch giống em. Em thích đi du lịch lắm hả? Dạ, tại hồi trước em học du lịch mà. Ồ vậy hả? Dạ. Bạn trai có thích đi du lịch không? Dạ em đi hoài. Rồi vậy là mai mốt có đồ cặp đi sân bay em còn có tiêu chuẩn vé rẻ nữa, cứ làm tháng 2 tháng đi. Ồ vậy là hai người này xứng cái vụ đó rồi ha. Rồi mình có khuyết điểm hay là tật xấu gì không? Nóng tính, dễ giận, dễ hờn lắm chị, nhưng mà mau nguôi lắm. Em thấy em hơi ghen được không chị? Bạn trai có tánh lăng nhăng không ta? Dạ không. Dạ nếu mà quen người nào thì quan tâm một người thôi. Nhưng mà môi trường làm việc của bạn ấy cũng rất nhiều phụ nữ. Nếu mà em ghen là ghen phải đúng, chứ còn ghen mà dạ đúng mà, rồi đúng. Chứ ghen giận hờn vu vơ là cũng mệt mỏi mình lắm. Bạn trai có ghen không? Dạ có. Có ghen hả? Ghen nhiều không? Ghen cũng không nhiều lắm. Đúng rồi, ghen một chút cho nó có thêm hương vị trong bạn tình yêu. Bạn không thích ha. Dạ. Không thích điều gì ở một người bạn trai? Dạ em không thích bạn trai xả rác. Xả rác hả? Chị nghĩ anh làm trong sân bay chắc không có xả rác đâu. Luật giao thông, luật pháp, mọi thứ tuân thủ theo chị. Đường chim bay anh còn tuân thủ nữa, được bộ không sao đâu. Tôi chưa gặp bạn Binh đó, sao tôi Binh bạn nói dữ vậy? Cũng nói là chị Binh em vậy đúng không? Dạ đúng. Binh em đúng không? Cảm ơn chị đi uống cà phê chị. Có chấp hành luật lệ giao thông không? Đường hàng không cũng thuộc giao thông rồi. Đó đúng rồi. Dạ em cao bao nhiêu? Dạ 1m73 chị. Bây giờ mình ổn định công việc hết rồi đúng không em? Dạ. Mình đã chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Em cũng đang làm giấy tờ mua nhà. Đẹp trai nè, công ăn việc làm ổn định nè, có kinh nghiệm nè. Nở mũi. Được được. Mà cũng hậu nữa, đúng rồi, cũng hậu. Bên đàn trai hơi bị ngon à. Bạn gái cũng ngon vậy. Để xem đàn gái thế nào nha. Dạ. Cút à. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Rất là dễ thương ha. Giống tiếp viên không á ta. Ba mẹ em khó không? Dạ, ba mẹ em dễ lắm à. Nhà có mấy chị em? Dạ, nhà tới 4 đứa luôn. Em là thứ ba, còn anh em cưới vợ rồi. Vậy mà anh em mà kêu với 4 đứa. 4 người. Dạ, 4 người. À. 4 đứa tính luôn anh. Dạ. Không sao, dễ thương mà. Được, đàn gái cũng ngon lắm mà. Ngon này cân đồng lắm mà nha. Quan niệm về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì hai người phải tin tưởng nhau, cùng nhau vun đắp cái tình cảm, chứ không có muốn từ một phía. Hai dạ. Người cùng chia sẻ hả? Dạ. Anh cũng thích vậy. Nãy nghe nói em đi du lịch nhiều, chắc mai mốt hai mình cùng đi. Dạ, tại em học du lịch đó, em đi từ Nam ra Bắc hết rồi. Oh, yeah. Nhưng mà có cơ hội thì mình đi lại. Anh thì chưa đi Tây Bắc được hay rồi. Em thích Tây Bắc lắm, anh chưa đi hả? Chừng nào mình đi em làm hướng dẫn cho. Vậy là đỡ có hướng dẫn.
Anh thấy em cũng dễ thương, cũng xinh. Dạ, anh xinh hơn em, anh đẹp trai hơn em mà, em đâu có xinh đâu. Nhờ cái ăn make up thôi ạ. Không, đấy xinh thiệt mà. Nếu mà cưới được em thì thời gian của anh là của em, tiền của anh cũng là của em. Nhưng mà tiền anh giữ đi, em không giữ đâu. Sao vậy? Phụ nữ phải giữ tiền chứ. Dạ, em không giỏi giữ tiền đâu chị Cát Tường ơi. Bạn nam giữ đi. Rút tiền em biết là được rồi. Em đứng tên. Số điện thoại báo tiền là em biết. Xưa tôi thấy người phụ nữ toàn là thế, để tiền em giữ không. Này bạn rất là đặc biệt. Không mà được đó chứ. Tiền anh giữ đi thôi, chừng nào rút em biết là được rồi. Dạ, tại bạn nam thường ra đường thì nhiều lúc mình cần tiền cái tự nhiên không đủ rồi sao anh. Em thích bạn nam của em ra đường là phải ai cũng phải khen ngợi hết, không có muốn là thua ai hết á. Em thấy bạn đó tốt quá trường luôn. Em không biết em có xứng đáng như bạn ấy không. Trời ơi, đàn gái mình phải tự tin lên. Em rất xinh đẹp đâu chị. Tự tin lên, không có được yếm thế như vậy. Tự tin lên. Dạ. Hát bài gì tặng bạn gái đi bạn. Anh hát tặng em một bài nha. Dạ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng. Sống chung nhau một anh sẽ lặng im nhưng khi hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em nhiều hơn bản thân anh hứa chắc. You are big, big girl in my heart. You know it's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Nói một câu gì đó thì chuẩn bị bấm nút đi. Hiện tại anh cảm giác là thích em. Anh nghĩ là mình nên cho nhau một cơ hội hẹn hò. Còn chuyện tiếp theo thì điều gì đó sẽ đến. Con tim mình bây giờ thế nào? Em bị bệnh phong thấp á. Đã cưỡng lại được nhưng mà mỗi lần rung hay gì đó, đổ mồ hôi. Bây giờ là rung rồi đúng không? Dạ. Bắt đầu có bối rối rồi đấy. Bạn gái thế bạn gái cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy bạn nam rất tốt mà chịu khó. Hình như mình thấy ánh mắt của hai bạn có chút gì đó bối rối rồi đấy. Rất tuyệt vời. Chúng ta chờ đợi điều gì đây? Đó là bấm nút. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Gia đình hai bên đang ngồi chứng kiến ở dưới. Quan trọng là đẹp. Hôm nay có hai mẹ nữa nha. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng nha. Mà nè, mới có 2 sao em bấm rồi. Sợ bấm hụt. Em sợ bấm hụt. Nào, hãy nắm tay hai nhau nắm các bạn nhau. Dễ thương quá. Cảm giác thế nào bạn gái? Dạ, tay anh ấy lạnh quá. Còn bạn trai? Em thì anh ấy ấm. Chắc âm dương á, âm dương hòa hợp. Hai bạn dễ thương lắm á nha. Tôi nghĩ hai bạn đã là vợ chồng của nhau rồi đấy. Hai gương mặt rất là giống nhau. Mà người ta nói hai gương mặt giống nhau là hạnh phúc trọn đời luôn đó. Các bạn có đồng ý như vậy không ạ? Chúng tôi mong lắm